Xin chào tất cả các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 2 sách giáo khoa trang 68 tìm x, y ở trong hình này. Vậy thì các bạn nhìn vào hình này, các bạn có thể tính ngay được độ dài cạnh huyền của tam giác vuông. Sau khi có độ dài cạnh huyền, chúng ta sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, đó chính là hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Nếu chúng ta biết được hình chiếu và cạnh huyền, ta sẽ tính được cạnh góc vuông. Vậy là giải chi tiết của bài tập số 2 như sau. Lời giải chi tiết. Vậy cô đã vẽ lại hình của bài tập số 2 và cô sẽ đặt tên như hình bên. Tức là đặt tên các điểm như hình bên. Vậy ta có độ dài BC sẽ bằng BH cộng HC, tức là bằng 1 cộng 4 bằng 5. Đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ tính là gì ạ? Xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vậy ta áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì ta có AB bình sẽ bằng BH nhân với BC, đúng không ạ? Vậy tương đương với x bình sẽ bằng 1 nhân với 5 và bằng 5. Vậy tương đương với x sẽ bằng căn 5. Và vì sao ạ? Vì độ dài một cạnh thì phải lớn hơn 0, đúng không ạ? Tiếp tục ta có AC bình thì bằng CH nhân với BC, tức là tương đương với y bình sẽ bằng 4 nhân 5, tức là bằng 20. Vậy tương đương với việc y bằng căn 20, tức là bằng 2 căn 5. Vậy x bằng căn 5, y bằng 2 căn 5. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập số 2 sách giáo khoa trang 68.